và nói tới Binance thì các bạn thị trường Binance gần đây thì cũng đã đưa ra cái uh, tài liệu kiểm toán cũng đến từ công ty Mazars thì uh, công ty Mazars đã nói là cái số lượng Bitcoin mà Binance có đó thì họ đã kiểm chứng vào ngày 20 tháng 11 và họ cho thấy được là cái số lượng Bitcoin mà Binance đang lưu trữ khách hàng thì cái số lượng họ đang có là 100 là giống như là chúng ta vừa nói đến Crypto.com thì uh, đây là cái số lượng Bitcoin nhiều hơn là cần thiết để cho mọi người đến để mà rút thì đương nhiên cũng giống như là crypto.com nhiều người thì nói là không tin công ty mà do này thật ra bây giờ là cái thời điểm nhạy cảm các bạn có đưa bất cứ một thông tin gì thì người ta cũng sẽ nghi ngờ mà thôi nhưng mà đối thuận thì không mong muốn có nhiều nguy hiểm như vậy Thuần chỉ lưu trữ một số lượng rất nhỏ trên những cái nền tảng dịch vụ mà thôi Tất cả thì rút về hết rồi Đây là điều mà Thuần đã chia sẻ với bạn thường xuyên trong vòng 6 tháng qua Và thêm một điều nữa đó thì nhiều người bây giờ thì nói là đây là cái thông tin liên quan tới cái số lượng dự trữ Nhưng mà Binance cũng không có đưa ra những cái thông tin liên quan tới là công ty mẹ của Binance là ai Và kết cấu công ty như thế nào thì nhiều người bây giờ cũng đang nói là đòi hỏi cái thông tin đó từ Binance Nhưng mà các bạn thấy được là mọi thứ nó bắt đầu từ việc là mọi người muốn chứng minh là sàn có đầy đủ tiền để mà trả cho khách hàng. Bây giờ thì hầu như là mọi người lại tiến một bước nữa mà đòi hỏi là công ty phải cung cấp tất cả những cái thông tin như là ai là chủ, là lưu trữ bao nhiêu cổ phần, ai cũng muốn biết những cái thông tin đó các bạn. Nhưng mà thường không nghĩ là những cái sàn giao dịch họ sẽ chia sẻ đâu. Ngay cả ở Hoa Kỳ ngoại trừ các bạn là một cái công ty trên sàn chứng khoán thì đương nhiên đó là cái công ty không cộng public thì các bạn phải công khai những cái thông tin đó Nhưng mà những cái công ty mà tư nhân nó họ không có trên sàn chứng khoán họ cũng không có cần phải chia sẻ những thông tin này cho nên tôi không nghĩ là những cái sàn giao dịch sẽ công khai đâu nhưng mà chúng ta cũng tiến một bước coi như là tốt nhưng mà đương nhiên không có ai muốn sự cố nào xảy ra với sàn Binance cho các bạn sàn Binance là một sàn rất là lớn chúng ta biết cái khối điều dịch nhiều cỡ nào rồi nhưng mà để các bạn hiểu hơn về cái sự lớn mạnh của sàn Binance như thế nào và có sự ảnh hưởng như thế nào đối với crypto các bạn thấy được là bên dưới này đó đây là tài liệu đến từ crypto khoan thì các bạn thấy được đây là cái số lượng tiền dự trữ của khách hàng tính theo sàn các bạn. Chúng ta có những sàn lớn như là Binance, OKX, Bitfinex, crypto.com, KuCoin, Huobi, Bybit và Debit thì các bạn có thể thấy được là tổng cái số lượng tiền được dự trữ bởi tất cả các sàn bây giờ đó là 90 tỷ các bạn tổng số vốn hóa thì bây giờ trên thị trường là khoảng 900 tỷ đi thì chúng ta hay được là khoảng chừng 1 phần 10 bây giờ đã ra được lưu trữ bởi những cái sàn nhưng mà các bạn nên biết là 900 tỷ này là cái cách tính vốn hóa tính chung mà thôi các bạn lấy cái giá trị một token nhưng cho bao nhiêu token nhưng mà nếu nói cái sự ảnh hưởng thì các bạn thấy được là chỉ cần vài tỷ đô la thôi là đã, đã ảnh hưởng đến thị trường này rồi chúng ta trở lại đi nhìn vào có sự phân phối của 90 tỷ này đó, thì sàn nào lưu trữ nhiều nhất thì các bạn sẽ thấy được là 90 tỷ này phần lớn 70.95% các bạn 70.95% là được dự trữ bởi sàn Binance tất cả những sàn khác đó là một phần nhỏ mà thôi các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào sàn Binance họ lưu trữ tới 64.3 tỷ đô la crypto hiện bây giờ so với lại cái sàn Bitfinex đó, là chỉ lưu trữ có 7,3 tỷ mà thôi chiếm 8% OKX chỉ chiếm có 7% mà thôi Crypto.com chỉ chiếm có 3.79%, KuCoin 2.78%, Bybit 2.13%, Deabit 1.47% các bạn. Các bạn có thể thấy được cái sự ảnh hưởng của Binance lớn cơ nào rồi. Các bạn có nghĩ đi Binance sẽ vấn đề gì thì trường này sẽ đâm rất là mạnh luôn là chứ không phải chuyện giỡn đâu các bạn. Và nếu mà chúng ta nói tới một cái vấn đề khác mà nhiều người lo lắng đó Đó chính là những sàn nào mà có đồng riêng Thì nhiều người rất là lo sợ sau cái sự kiện của FTX Tại vì các bạn đã biết là một trong những cái lý do sàn FTX Họ có thể là che đậy một thời gian dài như vậy Tại vì họ lấy tiền khách hàng xong rồi, rồi họ tự đưa đồng FTT của mình Thấy vào đó cho nên người ta không có thấy được lỗ hổng Cho đến bây giờ thì những sàn nào mà có đồng riêng đó Nhiều người rất là quan tâm đến là cái số lượng đồng riêng đó Chiếm bao nhiêu phần trăm của tổng cái số lượng tiền dự trữ tại vì nếu chiếm phần trăm nhiều thì sẽ có nhiều nghi vấn đó các bạn chúng ta đã biết là sàn binance sẽ có đồng bnb KuCoin thì có đồng kcs crypto.com có đồng CEO hobby có đồng ht Bitfinex có đồng LEO và Bybit có đồng BIT. Và các bạn thấy được là tuy là đồng BIT là đồng Bitdao không phải là đồng của sàn Bybit nhưng mà các bạn nên biết là Bybit à, là cái hậu thuẫn lớn nhất của Bitdao Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nhìn bên dưới này thì tính cái phần trăm dự trữ à, của tất cả tiền đó thì cái đồng ở trên sàn chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Thì các bạn có thể nhìn thấy được đây là cái sự phân phối của những sàn và cái đường mà màu cam này đó đại diện cho là cái đồng của sàn chiếm bao nhiêu phần trăm của tổng cái số tiền dự trữ của sàn thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Binance đi thì đồng BNB chiếm tỷ lệ là khoảng 10.7% của tất cả tài sản trên sàn không phải là nhiều lắm các bạn khi mà chúng ta so sánh với lại Huobi đồng của sàn Huobi đã chiếm tới 44% lượng các bạn của tổng số lượng dự trữ các bạn nhìn vào Bitfinex đi thì đồng Leo của Bitfinex chiếm tới 33% lượng và KuCoin đồng KCS chiếm tới 18.1% nữa các bạn, rất là nhiều luôn. Và sau đó chúng ta mới tới là đồng BNB. BNB tuy là cái đồng đứng hạng thứ ba ở trên thị trường hiện bây giờ. Nếu chúng ta không có tính Tether, nhưng mà về dự trữ đó thì chỉ chiếm có 10.7% của tổng số tiền của Binance mà thôi. Thì coi như cũng không bao là nhiều lắm các bạn Và đương nhiên đồng CEO chỉ chiếm có và bitDAO thì chiếm có 5% của Bybit và thôi. Thì đây là những tài liệu tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái tình hình của những sàn mà nhiều bạn rất quan tâm đến. Nhưng mà nói tới Binance thì chúng ta vẫn đang tiếp tục có nhiều cái drama và cách đây hai ngày đó thì có nhiều cái drama giữa CZ và Sam bankman free hai người này lại cả lộn nhau trên Twitter có thể nói là Twitter là một cái ứng dụng rất là thú vị tại vì không có bất cứ một ứng dụng mạng xã hội nào mà các bạn có thể thấy những tỷ phú, những người nổi tiếng, những người lập pháp, những cái những người lãnh đạo quốc gia cả lộn nhau hơn là Twitter. Các bạn ở đây là một nền tảng mà rất là thú vị luôn. Thì chúng ta đã thấy được là CG gần đây thì hơi nóng một chút tại vì cái cuộc phỏng vấn với lại Kevin O'Leary thì thường đã từng chia sẻ với các bạn cuộc phỏng vấn này rồi nhưng mà thường chia sẻ chủ yếu là Kevin O'Leary đã đưa ra thông tin là ông ta đã được trả 15 triệu các bạn 15 triệu đô la để mà trở thành thiên sứ thương hiệu cho sàn FTX một con số rất là lớn luôn và vấn đề không phải là nằm ở đó vấn đề mà CZ không có đồng ý là cái lời nói của Kevin O'Leary liên quan tới sàn Binance và CZ nói đây đó là 15 triệu Tóm lại là 15 trường này có thể mua chuột cả Calvin Larry của Sartain Thì để thường chia sẻ cái đoạn nhắn này với các bạn Thì CZ nói là bắt đầu từ 4 phút 20 giây As a zero in it and there are no accounting records Where did the money go? And to the extent you can help me Tell me, point me in the direction because I will on behalf of every other shareholder go find where this money is The next day we talked for over an hour And he walked me through his scenario, and, and so, I learned a lot. Oh, now, so I, I don't. Sorry. So what did you learn? I learned first of all. I said, "What was the large drawdown of your capital? Where did the cash go?" One of the biggest uses of cash was to buy back his shares from Binance, which owns twenty percent of his exchange. And the reason he had to do that, according to him, was that every time they applied for a license anywhere, the Know Your Client got jammed up with Binance, where the ownership is opaque. and he had to buy it back. Cái mà Cameron O'Leary nói đó là lý do ông ta không nói rõ nhưng mà ông ta nói là cái số lương tiền bị mất là tại vì Sam Bankman Free phải mua lại cổ phần của sàn FTX từ Binance. Lý do tại sao mà Sam Bankman Free cần phải làm như vậy là tại vì nếu như không làm như vậy đó thì không thể đăng ký ở những quốc gia được. Tại vì mỗi lần đăng ký đó thì ai cũng hỏi là Binance tại sao lại là cổ đông lớn và Binance thì có nhiều nghi vấn liên quan đến KYC thì CZ nói điều này là hoàn toàn không có đúng Có thể nói được là sàn Binance có nhiều bàn hoạt động trên nhiều quốc gia hơn tất cả các sàn và nhất là sàn FTX Cho nên CZ nói đây là một cái đợt tấn công đến từ Kevin Larry lúc nào cũng bảo vệ Sam Free Và bây giờ những nhìn đổ lỗi là tại vì uh, CZ cho nên sàn FTX mới sụp đổ Tại vì họ cần phải dùng tiền để mà mua lại uh, cổ phần từ sàn Binance Thì đương nhiên đây không phải là sự thật đối với lại CZ và CZ nói là chúng ta có thể nhìn thấy được là lý do tại sao mà sàn FTX sụp đổ Tại vì họ dùng tiền À, cho những thứ như là họ đầu tư vào rất nhiều dự án, rất nhiều công ty mà không phải công ty nào cũng có lời và thêm vào đó đó thì à, họ là một cái công ty nhỏ hơn rất nhiều so với lại sàn Binance nhưng mà họ sử dụng tiền để có thể là đưa thương hiệu của mình lên trên cái sân vận động Miami bỏ tiền ra rất nhiều để mà mua những cái quảng cáo, sự kiện Super Bowl, những cái sân vận động bóng chạy, đua xe F1 và đương nhiên dùng rất nhiều tiền để mà quyên góp cho những nhà lập pháp và mua nhiều những cái bất động sản mắc tiền. Đó là lý do tại sao mà tiền không còn chứ không phải là tại vì mua lại cổ phần của sàn Binance. Và để Hương chia sẻ thêm một phần ngắn nữa với các bạn. Everybody's, everybody's. Look, Joe, if you, if, if you, if you, if you money you that you got, I don't, I don't, even, I don't think you should be singing the blues right now at all. Oh yes, I'm singing the blues. Why? Because your 15 million didn't pan I, out. I, that you—that's a lot of money hey, to listen. be a, sp a paid spokesperson

Kevin Larry là người mà nhận được tới 15 triệu đô la để mà quảng cáo cho sàn FTX thì đương nhiên nói tốt về sàn FTX rồi. Và nếu như nói là không có bất cứ nghi ngờ nào thì không đúng đâu. Kevin Larry nói là trên luật pháp chỉ khi nào mà bị định tội thì mới coi là có tội mà thôi. Nhưng mà ngay cả việc có cái gì đó đáng nghi liên quan tới sàn FTX thì Kevin cũng nói là không có nghi ngờ gì hết trong khi mà thực sự là có cái số lượng tiền mất rồi các bạn đó không phải là một cái tin đồn nữa mà đây là sự thật rồi dựa theo tài liệu tòa thì đã có một số lượng tiền lớn có thể lên tới 10 tỷ đô la đã bị mất rồi. Thì đương nhiên có vấn đề đó nhưng mà Camilleri cũng không có chấp nhận đó là vấn đề các bạn cho nên mọi người bây giờ mình nói là Camilleri tại sao mà cứ lên đài truyền hình phỏng vấn và cứ bảo vệ Sam freeway và CG đương nhiên là có vấn đề với lại uh, Camery nói là Camilleri nhận tiền, sau đó tính cầm sàn Binance trên những đài truyền hình và CZ nói thêm ở đây nói tóm lại đó là sàn Binance đã đầu tư một số lượng tiền lớn vào sàn FTX. Nhưng mà sau đó đó đã có một số những cái nghi vấn khiến cho sàn Binance không muốn tiếp tục đầu tư vào nữa và một năm rưỡi trước đó thì sàn Binance đã bán lợi cổ phần đó cho ftx và nói là sam bây giờ đang dùng tiền của mình hay là dùng mối quan hệ của mình à, để kêu những người bạn của mình nó xấu về sàn binance ý của CZ nói đây đó là không phải là tại vì sam free cần phải mua lại cổ phần đến từ sàn binance vì lý do pháp lý mà tại vì sàn binance không muốn lưu trữ cổ phần của ftx nữa cho nên mới bán lợi cho sam free vì cái lý do là CZ không thích sàn FTX Chứ không phải là ngược lại Mà ý của CZ nói là cái thông tin được chia sẻ bởi Cam là cái thông tin giả Và bên dưới này đó thì các bạn thấy được là lại có một cái cuộc cãi nhau giữa Sam Bankman Free và CZ thì Sam một lần nữa nói là CZ Binance đã thắng rồi thì tại sao mà cứ lên nói những cái câu mà không có sự thật nhất là về việc là cái số lượng cổ phần của sàn FTX Sam nói là dựa theo hợp đồng thì nếu như mà sàn FTX không đồng ý cho CZ bán thì CZ cũng không thể bán được cái số lượng cổ phần đó tại vì dựa theo hợp đồng là cái sàn FTX phải đồng ý để mua lại thì CZ mới bán được và nói là CZ đó có những cái chiến lược đàm phán không lành mạnh đó là cái câu nói của Simon Free và nói là bán lại cái số lượng cổ phần đó nhưng mà phải cộng thêm 75 triệu chứ nếu không thì sẽ không bán lại cái cổ phần đó nói chung thì ở bên Simon Free khi nói là CZ nói xạo tại vì CZ muốn bán mà sàn FTX phải đồng ý mua thì mới bán được Thì CZ nói đây là Sam and Free nói xạo Nếu như mà Sam muốn mua lại cổ phần của FTX từ CZ Mà CZ không muốn bán thì Sam cũng không có mua được Nói chung là hai bên cứ cá lộn với nhau vậy đó các bạn đó, tóm lại thì uh, CZ bây giờ đó là không có thích Sam ra mặt và không có thích Kevin O'Leary ra mặt luôn Và các bạn thấy được là cái thông tin mới nhất gần đây đó thì CZ nói là có thể uh, Sam sẽ không về Mỹ đâu Tại vì nếu như Sam về Mỹ đó thì uh, có thể là sẽ bị bắt ngay lập tức <laughs> Các bạn thấy được đây là cái lời chia sẻ đến từ CZ thì đây là những cái drama mà thôi tôi muốn update với các bạn. Nhưng mà sự thật đó thì người ta nhìn vào cái tài liệu à, đến từ trường đại học Stanford. Tại vì các bạn nên biết là Stanford là nơi mà ba mẹ của Sam Phi đang dạy hiện tại. Tại vì ba mẹ Sam free đó là hai luật sư và dạy luật ở trường đại học Stanford. Thì người ta nhìn vào tài liệu dạy học đó thì có thể thấy được là cái lớp mà trước đây được dạy bởi ba của Sam Benfrey đó nghĩa là Joseph Benman. Đây là cái lớp liên quan tới luật thuế thì cái lớp này bây giờ đó là không còn dạy bởi uh, ba của sammon free nữa và thêm vào đó khi người ta tìm tên mẹ của mình free đó bà barbara free thì uh, người ta đã không tìm thấy tên của bà ta ở trong danh sách dạy học của trường stanford nữa có nghĩa là có khả năng cao là Joseph Benjamin và ba bà Free ba mẹ của Sam bây giờ đã không còn dạy ở trường đại học Stanford nữa tại vì cái vụ drama này quá lớn thì cũng dễ hiểu thôi các bạn một cái vụ drama lớn như vậy thì nếu như mà cứ để tiếp tục dạy học thì làm sao mà những cái học sinh tập trung được đây cũng là một điều cảm thấy là hợp lý mà thôi và thêm vào đó đó chúng ta cũng có cái thông tin cách đây hai ngày là CEO của The Block đã từ chức rồi thì CEO The Block đó chính là Michael McCaffrey thì lý do tại sao tổ chức đó là chúng ta có được cái thông tin là đây là một người mà đã từng nhận ba cái nợ đến từ sang FTX Thì nói chi tiết hơn đó là sang FTX đã cho Michael McCaffrey vay và cái số lượng tiền vay đó là không hề nhỏ đâu Năm 2021 đó đã cho vay ba lần lên tới tổng số tiền là 43 triệu đô la Lần đầu tiên đó là cho vay 12 triệu, 12 triệu này dùng để mua lại công ty The Block để trở thành CEO các bạn đây là Michael McCaffrey cái số lượng tiền thứ nhì cho vay đó là 15 triệu vào tháng 1 của năm nay và cái số lượng tiền cho vay đó đó thì nói là dùng để mà kinh doanh cái công ty The Block này The Block là cái trang mà các bạn thường hay xem thông tin đó. cái đợt thứ ba cho vay là 16 triệu dùng để mà mua bất động sản ở Bahamas thì có thể là cái số lượng tiền 12 triệu lần đầu tiên này đó là dùng để mà mua lại công ty The block để mà trở thành CEO nhưng mà hai cái còn lại đó 15 triệu và 16 triệu này nghĩa là 31 triệu là coi như tiền có thể là để mua chuột Michael McCaffrey và từ lúc mà Michael McCaffrey trở thành CEO của The Block tới thì đã có nhiều lần tấn công Binance Các bạn có nhớ những cái bài viết liên quan tới sàn Binance bị điều tra bởi nơi này nơi kia hay là không Và nhiều lần CZ đã lên tiếng nói là cái thông tin đến từ The Block là không đúng sự thật Thì bây giờ chúng ta đã biết thêm là có khả năng CEO của The Block đã nhận tiền của Sam Bankman Free để mà tấn công Binance chia sẻ những thông tin bất lợi liên quan đến Binance cùng một lúc là chia sẻ những bài viết rất tốt liên quan tới sàn FTX thậm chí gần đây sau cái sự việc của FTX thì The Block vẫn là một trong những trang web nó tốt về sàn FTX và sau khi mà thông tin này bùng nổ đó thì CEO Michael McCaffrey cũng đã từ chức không còn là CEO hiện tại nữa còn tương lai của The Block như thế nào thì chúng ta không biết đâu Cũng rất đáng tiếc các bạn Một thời gian ngắn đó, The Block là một trong những trang web được yêu chuộng Và có nhiều thông tin nóng bỏng Nhưng mà sau này thì The Block hầu như là một cái trang web chủ yếu là tung tin đồ mà thôi Hy vọng là sau khi mà Michael McCaffrey rời khỏi chức vụ CEO Thì The Block sẽ có cái tương lai sáng lạng hơn <laughs> Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. got